em gục được đó, chứ không phải không gục được đâu. Gục được ha cả nhà, tại vì hai cọng ghế này nè, mình bóp nó vô trong được, mình xả đất ra, mình bóp vô xong được, cái đầu chủ sẽ nằm ở đây. Hoặc cả nhà mình sẽ lấy ở đây, phong nó cao hơn ha. Cắt ở đây ra nè, mình làm chi này đi ra. Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em, chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với kênh Mai Vàng miền Nam của em. Hôm nay là ngày 16 tháng 5, em tiếp tục lên với những lô mai vàng bonsai hàng lục lực. Và em gửi đến lời cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em trong clip ngày hôm qua. Tuy có đoạn clip ngày hôm qua thì em lên thì em quay nó hơi sơ sài chút xíu. Tại hôm qua là ngày nhập mà phôi mai về, em không còn chỗ. Ngày hôm nay thì em mới có một cái không gian, em quay cho cả nhà mình xem. Đầu tiên vô thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình. Đây là một phôi mai sù, ha cả nhà. Cây này gần như cây gọng C. Ha. À, bọn em thì hay gọi là cái thế thì gọng C, nhưng cái mình của nó, dài đế của nó là thú lết ha cả nhà. Lết là nó lết nhẹ lên nha. Cây này cây sù ha cả nhà. Cây này là cây có lẽ là em lựa trong cái bầy mai này thì nó rất là nhiều. Có lẽ là thì em phải lựa từng cây, em giao lưu với tất cả mọi người nha. Đó, cây này, nếu mà nói về cúc cành thì nó chưa có, nhưng mà thân thủ đã có điểm rồi. Cả nhà thấy không? Nè, đó. Có, nó có bị hư đây chút xíu nè, quay gần đây chút xíu chồng. Đó, em phải móc ra. Móc ra để cho mình biết cái độ nặng nhẹ của nó như thế nào. Rồi cho cả nhà mình mới thấy rõ được, chứng minh cho cả nhà mình biết cái chỗ này nè. Đó, nó còn lành hay cả nhà. Đó, này về mời em quét keo lại ha. Rồi để em đo thông số. Hoành eo nhỏ nhất của nó hiện tại là 33. Tổng cái cục đế nè, gần như đặc ha cả nhà. 1m02. Chiều cao tổng thể cây này của nó là được 32. Đường kính bầu 40. Đúng 40 luôn. Cô chú chị về nhà vô chậu 40 ha cả nhà. Đó, thân thủ đẹp. Sù, cây này cây sù ha cả nhà. Nó vẫn có thẹo đấy nha. Nó thẹo nhưng mà thẹo lành hết ha cả nhà. Trên mình nó mang, nó mang một thân thủ của một con cọp cả nhà, cọp con á. Đó, tại vì sao nó gồ ghề, nó hay lắm. Vai đế nè, em đặt vô cả nhà thấy không? Cực kỳ gọi là nó đặc luôn ha cả nhà. Tuy cái mặt hậu cổng nó hơi nhỏ, nhưng mà cả nhà nhìn ở ngoài á, ở đôi khi mình nó vai đế này nó đã chiếm hết 80% cái vẻ đẹp của cây mai này rồi ha cả nhà. Nếu cây mai này vai đế, cây này thường đi, cây mai này nó không có giá trị đâu. Bởi vậy là thường thường người ta sẽ cây từ đế lên tới thân, người thân xong tới cúc cành ha. Nó cây sù ha cả nhà. Nó em bao khỏe mạnh cho cả nhà mình, bao sống bao bông và bao hoành và bao ship là cái yếu tố của bên em đặt ra, nhưng cái lô mai này em không có bao bông ha. Rồi cái này em xin bằng phép cho lưu giá cô chú chị em là 5.500.000, em bao ship toàn quốc nha. Và bây giờ em lên cây số 2 à. Dạ rồi, cây này là cây số 2 ha cả nhà. Cây này là một cây thân quái đi, nó như cái sừng trâu vậy ha cả nhà. Đôi khi có nhiều anh em thì sẽ thích những cái mẫu mà gọi là đi theo lối bài bản, nhiều anh em thì vẫn thích theo cái lối quái. Cây này là cây thân quái ha. Nếu em đo hoành á, thường thường thì em nói anh em nhà mình ha, bây giờ em sẽ đo theo cái cách làm việc của bên em nè. Là gì? Hoành cái này hiện tại 22, còn thân bên này của nó là được 14. Còn tính hoành đây phải gọi là cái cũ ha cái nè, phải gọi là cái cũ nè. Cũ của nó được 44 ha, không có tính hoành được. Còn đây là cái cục đế, cục đế em đo luôn cái cộng bên này là sai ha cái nè. Phải đo dòng ở đây là nó chỉ được có 61 thôi nè. Thân rất quái ha cái nè, tả thì tả nhiều không được cái cây mai này ha cái nè. Tại vì nó là một cái cây thân quái, nó không có đi theo lối bài bản nào hết. Nếu bài bản thì mình tả nó được ha. À, nếu là em cây này em gục xuống đây, em gục được đó, chứ không phải không gục được đâu. Gục được ha cả nhà, tại vì hai cọng ghế này nè, mình bóp nó vô trong được, mình xả đất ra, mình bóp vô xong được, cái đọt chủ sẽ nằm ở đây. Hoặc cả nhà mình sẽ lấy ở đây, phong nó cao hơn ha. Cắt ở đây ra nè, mình làm chi này đi ra nè. Còn đây là cái cành huyền xuống dưới, cắt cái này sẽ ra huyền. Còn nếu cả nhà để đây thì nó vẫn gọi là cái cây bay ha. Đó, mẫu này thì giao lưu cả nhà mình luôn, chỉ có 2 triệu thôi. Em bao ship toàn quốc nha. Và bây giờ em lên cây số 3. Dạ rồi, cây này là cây số 3. Đúng ra cái những cái cây phôi mai này nè, nếu là em bán trong cái giai đoạn này đi, em bán gần như cây mới đi, em sẽ bán cây này từ 4 triệu đi lên. Nhưng thực sự ra nó chỉ còn có một số những cây cũ thôi, em bán giá sale hết hay cả nhà. Tại vì sao? Em thì trước giờ em không có để hàng tồn. Hàng tồn thì nói chung ra mình cứ cân đối theo cái giá thị trường thì không có được cả nhà. Chẳng hạn như cây gì, cây gọng C cúc một có, độc chủ bóp gióc à, chi phong có nè. Cái dàn trên này mình có thể mình nuôi được, quan trọng nhất là cái chi một nè. Nếu cây gọng C không có chi một thì cây đó thì nó mất điểm hay cả nhà. Công khai luôn, cây này giá 2.500.000 hay cả nhà. Giá cực kỳ tốt hay cả nhà. Hoành eo nhỏ nhất của nó là 26. Đây cái cục đế nè, chuẩn như đồng. Rồi, cục đế nó không là 92. Cái đường kính bầu hiện tại em đang làm của nó là 44, chiều cao là được 44 luôn. Nó cây rất khéo. Đôi khi anh em mình sẽ không có thích cái gọng xa, nhưng mà cây này nè, nếu mà chiều cao 44 cả nhà mình nuôi 2 tắc nữa đi thì nó tầm khoảng chừng phân khúc nó tầm khoảng chừng 70 quay đầu ha cả nhà. Chiều cao á là một cái cây phong lớn chứ không phải là một cái cây phong nhỏ.
cành một có là đủ điểm rồi. Đây ghép hai bo vô cả nhà, em cho cả nhà mình ra ba tắc đây. Thằng này nè đi lên xuống ba tắc, chia phong ra ba tắc, này đi lên ba tắc nữa, đúng rồi ha, 2.500.000. Cái này rất là giá rất là phải chăng ha cả nhà. Rồi và bây giờ em lên cây số 4 à. Dạ rồi, tiếp tục những cái cây mai vàng hàng cũ em sẽ bán hết ha cả nhà. Đây em còn những cái cây mai hàng lớn luôn á, hàng cũ luôn, mà tại vì em có một cái đơn đặt hàng về Bến Tre, bởi vì thì em sẽ lựa những cái cây lớn thì giá thành nó tầm 3 triệu ngoài lên tới 4 triệu của cái nè. Quà neo eo phải gì, còn đây đo gì thì nó thực sự tội nghiệp cho cả nhà mình. Còn đây đo vậy nè, mình công bằng nhất 20. Cây lớn nhỏ, cây đẹp hay gì là quan trọng nhìn cái cây thôi, chứ không quan trọng cái hoành. Cái cục đế của nó không là 85, cái chiều cao hiện tại của nó là được 35, đường kính bầu em đang làm của nó là được 40. Đây đó, nói chung đế đặc hay cái nè, cái này gọi là cái đế đặc luôn á. Nếu mà có thể ông quay từ trên xuống dưới được không chồng, quay từ trên xuống dưới cho cả nhà mình xem. Đây cả nhà mình thấy không, cái cục đế nè đủ điểm rồi. Ngày hôm nay em bán cái này chỉ có giá 2 triệu thôi ha cả nhà, 2 triệu thôi. Cắt cũng được mà không cắt cũng được, nếu là em ha, nếu là em chịu chịu nhát cưa luôn, tán luôn. Nếu là em chịu nhát cưa tán luôn, chơi cây bonsai cũng được ha. Rồi tùy theo cái cách nhìn và cách chơi của mỗi người ha cả nhà. Rồi và bây giờ em lên cây số 5 ạ. Nãy giờ thì em lên những cây mai vàng bonsai mà dạng như là co lắc này kia là chỉnh sửa từ nhỏ, còn đây là những cái cây phôi mai vàng hàng tự nhiên. Thì tại vì em đang làm một thành lập một cái kênh TikTok để chuyên bán những mặt hàng mà giá tầm trung mà cây là phải chất lượng, thì ngày hôm nay thì em cũng lên những cây này ha. Kênh của em là vẫn là mai vàng miền Nam ha cả nhà. Em thường thường like đúng 7 giờ tối hàng ngày bên kênh đó. Rồi cái này là cây trực quân tử ha cả nhà, cốt cành cũng tương đối ha. Đây em đo hoành thân, hoành thân nhỏ nhất của nó là 32 ha, chiều cao hiện tại cái này chỉ có 33 thôi, đừng kinh bầu cây tự nhiên mà em phải làm lớn 45 ha cả nhà. Em quay tổng thể nè, mặt tiền thì em đa số em cắt mặt tiền vậy nè để cho cả nhà mình thấy hết chi cần, đúng không? 1 2 3 4 sau lưng nè, là có ha. Đúng ra một chi này hai chi này thì mình tháo bỏ dưới để cho 1 2, nó gõ hơn mà cũng tùy thôi. Ở chi phong cũng có luôn ha cả nhà, cây này em chưa vệ sinh nó còn đen lắm. Nhưng được cái lô mai này cả nhà mình biết gì không, dảo zin 100%. Cả nhà mình biết những cái mặt bông mà đang hot trên thị trường là những cái mặt bông dạng như là cái gì siêu bông gì lắm, bình lợi ha, siêu bông bình lợi này kia, là cái lô mai này có thể là gần như vậy luôn ha cả nhà. Tại vì em thấy nó rất đẹp và bông nó rất là bự ha cả nhà. Để em kiếm một cái tấm hình lô mai này em sẽ ghép lên đây cho cả nhà mình cùng xem, nếu có em ghép ha. Rồi mẫu này trực quân tử em xin mạn phép cho luôn, giá cô chú anh chị em là 2.2 triệu, em bao ship nha. Và bây giờ em lên cây số 6 ạ. Dạ rồi, cây này cây số 6 vẫn là một cây dảo zin, nó là một cái cây mai tàn, nhưng có cái cả nhà mình biết đến em à, mình thấy được cái cảm giác của nó được á, mình cắt phôi được á, thì mình cắt hai cái nè ra ngoài đó. Quần eo tài xế á, quần eo nhỏ nhất của nó hiện tại là 32, chiều cao tổng thể của nó 53. Cây này cây đú thú lết lết hả cả nhà, đường kính bầu nó tới 44. Cái cũ nó dướng cái cọng rễ tràng này nè, bởi vì em không có đo được ha cả nhà. Còn nói về cúc cành cái này đủ rồi đó, mình đừng cứ nghĩ nó cây những cái cây bonsai nó loe que cạnh gì mà mình không có nuôi được. Một cái chi này ra thôi nó đang xé nè, nè đang xé nè. Còn trên này thì cả nhà mình cứ nuôi hai chi ra, nó hai chi ra, một chi bên này một chi bên này, mình ra là đã, nó ấm tàn ha cả nhà. Nói chung có những cái mẫu này nè là em làm theo yêu cầu của tất cả anh em, là anh em nói là Tài nên làm cái kinh của Tài đa dạng những cái mặt hàng, thì em lựa chọn những cái pho này em dẹp giao lưu cả nhà mình. Giá 2.500.000 em bao ship nha. Tuy cả nhà mình thấy nó đen vậy, tại vì cái thứ nhất là mưa, cái thứ hai là tại vì những cái lô mai này nè em không có xịt bằng nước ha cả nhà, đa số em vệ sinh bằng thủ công bằng tay hết ha, em không có xịt bằng nước. Rồi dảo zin giá em đã bấm rồi nha. Và bây giờ em lên cây số 7 ạ. Dạ rồi, cây này là cây số 7, nó vẫn là hàng dảo zin. Em còn 1-2-3 cây nữa thì em sẽ lên hết cho cả nhà mình ha. Cây này nè, nó nuôi ra là cái phong cây lỡ. Nhiều anh em mình thích những cái cây mai trực mà nó như cái cây mai tàn á, nhưng mà nó thu gọn lại thì anh em mình có thể mua cây này đó. Nói chung giá mềm lắm cả nhà mình ơi, tại em mua là mua theo lô. Em sẽ đo chiều cao trước là 75, cái hoành thân của nó là được 39, em đo cắn cái nữa là 50 luôn á, 40 luôn á. Cốt cành nói chung cây này đủ cốt cành hết ha. Nè em quay tổng thể, đế thì bỏ điều thôi, tại vì cây tự nhiên mà nó sẽ không có được đế vip. Cái này em quên dựng lại, nó phải ngay vậy nè cả nhà, ngay vậy nè đó, thì cây nó sẽ liền lạc hơn ha cả nhà.
đọt chủ bóp chót, chi cần có sẵn rất là mau chơi, giáo viên 100% hay cả nhà. Đó, những cái lô mai này nè thì cả nhà mình có mua những cái cây này thì cả nhà mình không tin tưởng em thì cả nhà mình cứ xác nhận ghi ngày tháng lại mua của bên Tài những cái lô mai này, em bao 100% là giáo viên bông bự chùm hay cả nhà. Nó cốt cành đóng nè, nó thoát thân thì chỉ còn tầm có tắc thôi cả nhà. À, cao lên thì nuôi khoảng chừng 3 tắc nữa thì nó ra tầm mét mốt quá. 3 tắc đây. Đúng rồi, 3 tắc thì ra tầm 1m07 ha cả nhà. Đó, cái này thì em giao lưu cả nhà mình luôn là 3,3 triệu em bao ship nha. Và bây giờ em lên cây số 8 ạ. Dạ rồi, hai cây cuối thì em sẽ lên cho cả nhà mình tầm cây mai gần như cây mai tàn ha cả nhà. Cái cây vừa rồi cả nhà mình coi á, nó cũng gần như cây này. Nhưng mà cái cây này nó có một cái kích thước và cái cốt cành nó đóng như cây thông, bởi vì em để luôn ha cả nhà. Đó, giáo viên mà. Những anh em nào đang tập tành chơi những cái môn mà mai vàng này nè, em nói thực sự đam mê vô thì nó rất là gọi là tốn kém. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nhiều khi gia đình buồn, nhưng có cái cả nhà mình khuyên cả nhà mình nếu mà đã mua rồi thì lựa chọn những cây mai mà giá tầm trung trước ha cả nhà, giá tầm trung trước đi rồi anh em mình sưu tầm nó dễ hơn ha. Hoành eo nhỏ nhất của nó hiện tại là được 34, chiều cao tổng thể cây này là được 1m1, tán ngang hiện tại cây này là được 80. Chi cành đóng rất khéo rồi cả nhà, rất là khéo luôn. Hôm bữa thì em cũng có nói cả nhà mình, nếu anh em mình lấy tầm 10 cây á, 10 cây như vậy ha, em đi lựa cho cả nhà mình là hoành cỡ gì, em lựa cả nhà mình chỉ có 2,5 triệu một cây thôi. Đó, là bao ship trong miền Nam. Còn mua lẻ như vậy thì em giao lưu cả nhà mình luôn, cây này là từ 3,8 triệu hay cả nhà. 3,8 triệu em bao ship trong miền Nam. Đó, tại vì mua lẻ, còn mua lô lần 10 cây nó khác ha. Đó, rồi, cây này là cây số 8 nha. Và bây giờ em lên cây số 9 nè. Cây mai tàn, cây này thì nó gần như cái cây vừa rồi, nhưng cái phong nó cao hơn, vẫn là giáo viên ha cả nhà. Đúng là cắt cá, nhưng có cá là nhiều anh em mình sẽ thích những cái cây tàn này. Đó. Em giao những cái lô mai này nè, về Nhân Trạch Đồng Nai, về Bình Phước, nói chung là nhiều lắm ha cả nhà. Hoành 35, tại anh em đi lựa mai tàn, em đi lựa cho anh em mình lần chục cây, lần chục cây. Chiều cao hiện tại là 1m3 ha, 1m3 cả nhà mình nuôi lên tầm khoảng chừng 1m7, 1m8 cũng được đó. Tán ngang hiện tại cái này là được 90, chi cành cả nhà mình thấy đóng không? Rất khéo à, khéo là khéo theo cái cây, chứ không phải là cốt cành mà đóng khéo là phải chỉnh sửa này kia. Nó đóng khéo là khéo từng cái vị trí mình cần thì nó có hết ha cả nhà. Đó, cây này thì em vẫn giao lưu cả nhà mình luôn là 3,5 triệu em bao ship trong trong miền Nam. Đó. Còn ở xa quá thì nói chung ra thì cũng tương đối là em phải xin lại cái giá ship ha cả nhà, xin lại chút đỉnh thêm phụ thêm em ha. Đế cái này thì nếu em khen cái này đế đẹp thì không có, cái này được có 2-3 cụm đế thôi, nó không có nhiều được ha cả nhà. Rồi, cái này là cũng là cây cuối clip của ngày hôm nay. Em chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ đã theo dõi hết 9 cái đoạn clip của em trong ngày hôm nay. Hy vọng cái đoạn clip ngày hôm nay thì em sẽ được quý cô chú anh chị ủng hộ từ 1 cho tới 9. Kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý cô chú anh chị đi ngang thấy đoạn clip của em hay, xin mỗi người cho em một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng Miền Nam của em. Em xin chào tạm biệt ạ.